Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nho Quan vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường học thuộc các cấp học trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, cán bộ chuyên gia của trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề về ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, trong đó tập trung đi sâu vào các vấn đề liên quan đến việc nâng cao năng lực, kỹ năng ứng xử sư phạm và đạo đức nhà giáo đối với học sinh các cấp học, bậc học, kinh nghiệm về công tác tuyên truyền giáo dục và giải pháp hướng tới sự chuẩn mực trong ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức, các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm nhà giáo, nội dung công tác quản trị nhà trường góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ lãnh đạo quản lý các nhà trường về mô hình quản trị mới trong giáo dục. Lớp tập huấn là một hoạt động quan trọng thiết thực của ngành giáo dục và đào tạo huyện Nho Quan, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về đạo đức và năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ cán bộ nhà giáo trong các nhà trường, có cách làm phù hợp hiệu quả trong ứng xử các tình huống sư phạm, giáo dục học sinh, đồng thời bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ lãnh đạo quản lý các nhà trường, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.